Sáng nay ngày 25 tháng 8 nhằm ngày 7 tháng 7 năm Canh Tý, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên đã long trọng tổ chức lễ Vu Lan tại trụ sở Ban trị sự Chùa Linh Quang, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Chương trình năm nay có nhiều điểm khác biệt bởi sự ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Khi quý Phật tử tới tham dự lễ chùa, nhà chùa bố trí nơi phát khẩu trang, rửa tay khô và đo nhiệt độ. Lúc vào khóa lễ, quý Phật tử ngồi vào những vị trí sắp xếp trước nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn, đúng quy định. Tại buổi lễ, Đại Đức Thích Nhuận Thành, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Hoàng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên đã chia sẻ tới quý Phật tử về ý nghĩa của ngày Vu Lan, gương hiếu hạnh của tôn giả Mục Kiến Liên để quý Phật tử hiểu hơn về ngày lễ quan trọng này. Đặc biệt, nhằm đảm bảo sự an toàn trong việc phòng chống dịch bệnh, lại vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh cho người dân và Phật tử mùa Vu Lan hiếu hạnh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên đã quyết định tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu không tập trung tổng thể mà chia theo từng phường, từng nhóm. Theo đó, từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch, Phật tử mỗi địa phương luân phiên tập trung về chùa Linh Quang dự lễ theo lịch mà ban tổ chức đã sắp xếp.